các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Là người bạn thân thiết lâu năm với Chấn Thành, không thể thiếu sự góp mặt của Hà Hồ trong buổi họp báo ra mắt phim Bố già vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Và cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, sáng ngày 5 tháng 3, Hà Hồ đã đăng tải bài viết khá dài để review bộ phim này đến với khán giả. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu Hà Hồ không khẳng định, phim này ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời. Ngay lập tức, chia sẻ của Hà Hồ đã khiến nét được một phen tranh cãi dữ dội. Nhiều người thẳng thắn lên tiếng góp ý rằng Hà Hồ nên sửa đổi câu từ, tránh động trạm đến những người không đi xem. Bên cạnh đó, cũng một bộ phận khán giả lại tỏ ý bên vực nữ ca sĩ, cho rằng cô không có ẩn ý sâu xa, chỉ mong muốn mọi người cùng ủng hộ phim mới của Trấn Thành. Bài đăng của Hà Hồ đang trở thành tâm điểm gây xôn xao trên mạng xã hội. Nguyên văn chia sẻ của Hà Hồ như sau xin chào buổi sáng tối qua hai đứa mình đi ủng hộ nhân vật chính là bạn chấn thành với bộ phim bố già một bộ phim tuyệt vời về mọi mặt chứng minh được sự trưởng thành trong mọi câu thoại trong mọi hành động và sự thấu hiểu về tâm lý xã hội của từng con người trong hang cùng ngõ hẻm hai đứa mình đi ăn tối dự là tới cười hả hê thoải mái rồi đi về ai ngờ cái bịch giấy khô để trên mỗi ghế là có lý do hai đứa xài sạch trơn vì khóc quá mà, không phải cứ làm người khác khóc là khen nha, khóc là vì, u hóa ra mình cũng hay ngại thổ lộ tình cảm với cha với mẹ, toàn nói lời yêu với trai. Phim này nếu ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời. Xin hãy đến không phải vì đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, không phải vì Chấn Thành, không phải vì dàn cast mà vì chính mình, mình cần lắng lại một chút trong cuộc sống, và nhìn nhận lại mình sống vậy đủ chưa nhé. Hình ảnh vợ chồng Hà Hồ Kim Lý trong buổi họp báo ra mắt phim Bố già tối ngày 4 tháng 3. Một số ý kiến của khán giả. Sử văn đi nào chị ơi. Chị ủng hộ phim thế nào cũng không thể nói ai không đi là sống hời hợt được. Nói gì vậy? Ai không đi là sống hời hợt? Thế nhiều người tỉnh xa không đi xem được thì toàn người sống hời hợt thôi. Phim này ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời. Chị ơi câu này kỳ lắm ạ. À có nghĩa là chị muốn mọi người hãy đi xem để cuộc sống ý nghĩa thôi mà. Màn tranh cãi bùng nổ của dân mạng dưới bài review phim của Hà Hồ. Đến hiện tại, Hà Hồ vẫn chưa có động thái lên tiếng phản hồi về sự việc này. Ảnh, Facebook nhân vật